thật xa sắp bê thị nhà tị phiên tổ, xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tâm cho các thiền tính khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến xã thái. Sa thứ, sa thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con thành kính tri ân ngài. Yam kim chi khu sa la cầm măng ca tắp bằng kỹ rị yam ma ma ca ye na hoa cha ma na sa ti đa se su ca tăng ye san ta ye cha san ta a san ni nu ka tang pun nya pha lang mai hang sa pe va ki pha wan tu te ye tang ka tang su hui ti tang din nang pun nya pha lang mai ya ye cha tan tha na cha nan ti de qua tan to ni we da yung sam pe lo kam hi ye san ta chi wan ta ha da he tu ka ma yun nang tu ma ma che ta sa ti phương căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phương bao vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tử nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phương con hồi hướng dân ban chúng bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mẫn ngay có người làm phương đường dài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hướng được phương quy ung dung thành nhàn chúng sanh thế giới các hàng với nhờ thọ từng sanh an mạng trường xin thâu phương bao cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng Akasattha cha bùng mãn tha đề hoa na ca ma hin thi ca bùn khăn tu sa sa năng Akasattha cha bùng mãn tha đề hoa na ca ma hin thi ca bùn nhân no anu mô đan tu chi ran ra khăn tu no ca ru Akasattha cha bùng mãn tha đề hoa na ca ma hin thi ca bùn nhân no anu mô đan tu chi ran ra khăn tu nha ta yo Akasattha cha bùng mãn tha đề hoa na ca ma hin thi ca Bun rakhan tu pa ni no akasantha cha bun man tha dewa na ka mahintika bun nyan no anumodan tu chiran rakhan tu no sada chư thiên ngữ trên hư không địa cầu tự ngữ rõ thông mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyên thương phương dài bền lâu chúng con vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện có ba tay nước ngựa binh, nguyện tại chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải trại, nguyện sao đạo quả sớm liên thành. Y đằng nuôi nhà tự nhà
tất nhu, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đăng quát tập mê phu nhân a xà quát khát dần quát hồng hồn tứ, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư Thích Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chia phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phùn nhân, đi bàn nát sắp bách, trách dù hầu tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn, xa thức lành thai. Giờ lễ bái, tam bảo đã hoàn mãn. Con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân quý sư quý bà, quý cô tư nữ và con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt. Dạ, giờ cũng đến giờ học của vi diệu pháp của thầy kinh. Con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Ramma chaloka thibati sampati katan chalyan thiwarang aya chatha santi thasantam parajang khajatika. Đề xế tu thẩm măng, à nu khâm phi măng ba chân. Sàn thầm ma phê rinh, nguy na dân. Xuân tấn cha bản thâm, à bi thâm ma châm măng. A cô ta dân tu cha tư sanh cha đàn đăng tam bố tha nay ye pha ri sa ma ya man che. Phạm thiên vẫn nhậm mùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chào dạy đời, nhắn vườn lọc giả ngoài dời chân sang, nguyên pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niên bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giám vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu. Nam mô cầm, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Mai. Nam mô Sư Thầy. Dạ, kính lễ Sư Đi Đức. Dạ, kính chào tất cả quý vị. Rồi, nay mình tiếp tục chương trình ha. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt.
Arahang sama sambuto Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Sabbadibbano Bhagavato Sami Sama sambuddhamattulang sasakthammakanuttamang avivadiyapasissang abhidhammakkhasanghang. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói lời gì chưa đừng trong vi diệu pháp. Nam mô tha giác, nam mô tha mạng, nam mô sa hạ. Chương trình cũng như từng lại ha. Đọc Bali Việt trước. Tại sao nó dài câu đố vui có thưởng nha. Ai lấy giải quán quân hôm nay bằng á. Rồi xin mời MC boss bài lên cho bà con đọc nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào Thầy. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài Bali hôm nay ạ. Misaka Sangha Ho Toát Yếu Tu Dĩnh Misaka Sangha Hề Cha Hề Tu Lô Phô Đô Sô Mô Hô A lô phô a đô sô a mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có sáu nhân: một tham, hai sân, ba si, bốn vô tham, năm vô sân và sáu vô si. Sattha chanangani quý tắc cô quý cha Aron e cắt ghé ta đô ma nát sang Ubekha có bảy chi thiền là một tầm hai tứ ba hỷ bốn lạc năm định sáu ô và bảy xã Đoa đa sa mắc gan ga ni Samma Dithi Samma Sankappo Samma Vacca Samma Kammanto, Samma Chivo, Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Samathi, Mitcha Dithi, Mitcha Sankappo, Mitcha Vayamo, Mitcha Samathi. Chánh kiến hai, chánh tư duy. 3. Chánh ngữ 4. Chánh nghiệp 5. Chánh mạng 6. Chánh tinh tấn 7. Chánh niệm 8. Chánh định 9. Tà kiến 10. Tà tư duy 11. Tà tinh tấn 12. Tà định. Và con đã đọc xong đoạn 1. Cảm ơn cô Châu Nguyễn đã bớt bài. Và con cảm ơn thầy và cảm ơn đạo tràng. Và con kính mời vị khác ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cô tư nữ Như Pháp, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 2. Pavisa Indriya Nichak Chakun Triyang Sotin Triyang Ganin Triyang Triwahin Triyang Kayin Riyang Itting Riyang Riyang Manin Riyang Sukin Riyang Dukin Riyang Somanasin Riyang Domanasin Riyang Upekin Riyang Satin Riyang Wiriyin Riyang Satin Riyang Samatin Riyang Panin Riyang Anyanya Thassami Indriyang Anin Riyang
Anyata Vindriyam. 10 căn là quyền, khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 u căn, 14 xả căn, 15 tính căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị trương tri căn, 21 dĩ tri căn, 22 Nawa bát la ni sát tha bát lăng, vi ri ya bát lăng, sát ti bát lăng, sát ma ti bát lăng, bàn nhà bát lăng, hi ri bát lăng, ot tắp bát bát lăng, a hi ri ka bát lăng, an ot tắp bát bát lăng. Có chỉnh lực là 1 tỉnh lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc xong đoạn 2. Con kính chuyên thầy, con kính mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam cô tu nữ như pháp. Dạ, con kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn Tina, cảm ơn Châu Nguyễn và cảm ơn chị Nhất Ca cho biết tín hiệu nghe rõ. Đoạn 3. Chattaro athipatti chanda athipatti viriya athipatti citta sa thi ba ti quy mạng sa thi ba ti. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1 dục, 2 cần, 3 tâm và 4 thẩm chất ta ro a ha ra ka pa li ka ro a ha ro pa so du ti yo man no san che ta na ta ti yo Quỳnh nhà năng chất tút thăng. Có 4 loại vật thực là 1 đoàn thực, 2 xúc thực, 3 tư niệm thực và 4 thức thực. In ri dê su ba nê tha sô ta bát tim a nành nhà ta sa mi tin ri dăng Arahat ta pha la nhà năng anh nhà ta quyền ri dằng mắt chê cha nhà na ni anh nhìn ri già ni ti ba phúc chan tích chỉ quy tình ri dành cha rù pa rù ba quá xê na bu quy thằng hồ tích. Bây giờ, trong những căn ý tưởng, ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà huồn đạo tệ, vị tri đương tri căn, tức dự lưu đạo trí, căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ, có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ tri căn, tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ tri căn, tức sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con kính tri ân thầy, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, dạ, con xin kính lãnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Meta, cô Nhung và Sittina đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 4. Chanangani awiri yesupalani ahi tukke sumak gangani nalak phanti tatha vichikicha chitte ekak gata mak gindriya pala pha quần ná gắt trá tí đuý hề tú cá tí hề tú cá trá quá nề xuê quá giá thà sầm phá quần á thi bá tí ê cô quá lắp phá tí. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong nhất hành, không thể trở thành đạo chi căn hay lực. Trong bốn tăng thượng dục cần tâm thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Chá hi tu bành chá trà nàn gà mắt gàn gà ná quá quát thu tù sô lá xin rí giá thầm mà chá ba lá thầm mà ná quê rí tà chá tà rô thí bá tí quốc tà tá thà hà rà tí sát tá thà cú sá mi sá cá sàng gá hù. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy, có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ thưa, con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân con xin phép được xuống mít, con kính dâng mít lại với đạo tràng ạ. Ông ơi tâm bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ của tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào Thầy Kinh, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Meta, cô Hồng Nhung và cô Nguyễn Sittina cho biết tín hiệu tốt ạ. Dạ, con xin phép được đọc bài. Mít Saka sằng gã hồ tất yếu những hỗn hợp pháp đoạn một. Misaka sằng gã hề chát mô hô á lô hô á rô sô á mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 vô tham, 5 vô sân và 6 vô si. Sát tà chà nàn gà ni quy tắc hồ quy chà rồ bì ti sô ma na sẵn ê ê ca na sẵn upekha. Có 7 chi thiền là 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 xả. Đoà đa sa mắc
gần gà ni sầm mà đi thi sầm mà sầm khắp bộ sầm mà hòa trà sầm mà cầm bàn tổ sầm mà chi bộ sầm mà hòa sầm mà sầm mà thi mích trà đi thi mích trà sầm khắp bộ mích trà hòa gia mô mích trà sầm mà thi. Có 12 chi đạo là: 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định, 9. Tà kiến, 10. Tà tư duy, 11. Tà tinh tấn, 12. Tà định. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con xin được ở số mic mời một vị khác ạ. Cảm ơn thầy Kim. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khay. Dạ, con xin đọc tiếp. Tuần ri già ni chắc khuôn ri dăng, sô tin ri dăng, gà nền ri dăng, chiều hiền ri dằng, ca yin ri dằng, ít thiền ri dằng, bú ri xin ri dằng, trì quy tiền ri dằng, ma nền ri dằng, su khiền ri dằng, đúc khiền ri dằng, sô ma nát xin ri dằng, đồ ma nát xin ri dằng, u bách khiền ri dằng. Sariyang nó chạy đâu. Sa tiền ri dằng, sa mà thiền ri dằng, bệnh nhìn ri dằng, a nành nhà tát xà mì tiền ri dằng, anh nhìn ri dằng, anh nhà tà quyền ri dằng. Căn hay quyền khả năng kiểm soát là: 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Nữ căn, 7. Nam căn, 8. Mạng căn, 9. Tâm căn, 10. Lạc căn, 11. Khổ căn, 12. Hỷ căn, 13. Ưu căn, 14. Xả căn, 15. Tính căn, 16. Tấn căn, 17. Niệm căn, 18. Định căn, 19. Kỳ đương tri căn, 21. Dĩ tri căn, 22. Cụ tri căn. Na qua ba la ni sát thà ba lần, quy ri gia ba lần, sa ti ba lần, sa ma thi ba lần, bành nhà ba lần, hi ri ba lần, ốt tập ba ba lần, a hi ri ca ba lần, a nốt tập ba ba lần. Có chính lực là: 1. 4. Định lực, 5. Tuệ lực, 6. Tạm lực, 7. Quý lực, 8. Vô tạm lực, 9. Vô quý lực. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, cảm ơn cô Chu Nguyễn một bài, kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin kính mời dì kế tiếp đọc tiếp ạ.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng và con chào thầy. Con xin phép được đọc lại. Đoạn 3. Chattaro Adhipati, Chandadhipati, Viriyadhipati, Chittadhipati, Vimansadhipati. Có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chattaro aharo passo dutiyo manusan cetana tatiyo vinyanang chattuttang. Có bốn loại vật thực là một đoạn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. Indriye su panettaso sota patti mangajñanang ananya thassami tiriyang arahat arahatta pha la nhà nằng anh nhà ta mình trí dần mắt chê chắc nhà nhà nà nì tí pa vút chan tí chí quý tí in trí dần chắc rù bà rù bà quá xê ná đu quýt thằng hồ tí. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà hồn đạo tuệ, vị trí đương tri, căn tức dự lưu đạo trí, căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ tri căn tức A-la-hán quả trí trong các căn ở giữa mạng gồm cả hai sắc mạng quyền căn và danh mạng căn. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà quý cô thư nữ, kính tri ân thầy và đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Trương Nguyễn. Đoạn 4. Bành cha quyền nhà nề su cha nàn gà ni a huy ri dê su ba la ni a hê tu kê su mắc gần gà ni ta ra phần tí. A chít tê ê các gà ta mắc kìn ri ya ba la phang quang na gai cha ti đi hệ tu ca ti hệ tu ca cha wa ne swe wa ya tha sam pha quang a thi pa ti e ko wa la pha ti. Các thiền tri không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm cũng vậy. Trong nghi đạo chi, căn hay lực, trong bốn thượng, dục, cần, tâm, thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hệ tu bành cha cha nan ga mắc gan ga na wa wa thu tổ so la sin ri ya tham ma cha ba la tham ma na we ri ta chat ta ro thi ba ti bu ta ta tha ku sa la di sa ma kin no vu to mi sa ka sa. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có 4 yếu tố, ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con kính tri ân thầy ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Dạ. Ơi, sao đâu, sao đâu. Chắc hết ai đọc ha. Rồi, bây giờ mình vô câu đó vui. Cái gì nghe rõ không? Alo. Rồi, sao đâu, sao đâu.
câu nào chuẩn bị vô câu đó vô nha quý vị, nhanh tay lấy 10 điểm nha. Hôm nay đâu không vui, không vui sao, không vui nhức đầu quá hả, không vui. Kỳ rồi ai ai lấy giải quán quân người ta, kỳ rồi ai lấy vậy, lấy vậy kỳ rồi. Bắt nguồn Lào Cai hả, bắt nguồn Lào Cai lấy hả, ồ Tâm lấy à, Quân Tâm lấy à, Chánh Tâm lấy à, à vậy là giờ nay quý vị phải tranh thủ rồi. Rồi nay cô Meta nè, Pháp Vương Lào Cai nè, ráng thì sao mà tranh với lại cô Nhung, cô Nhung có lấy hết. Rồi câu số 1, sắc quẩn đang sanh, sắc quẩn đang sanh với ai, sắc quẩn đang sanh với ai, thì thọ quẩn cũng đang sanh với người đó, thì thọ quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng? Rồi câu dễ quá ha, sắc quẩn đang sanh với ai thì thọ quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng? Rồi. Rồi mời quý vị suy nghĩ chút xíu nha, rồi tranh thủ lên lấy 10 điểm không, rồi nhường mic lại cho Châu Nguyễn làm vậy nha. Dạ con xin được trả lời thử câu này xem thưa thầy. Sắc uẩn đang sanh với ai thì thọ uẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng? Dạ thưa thầy, câu này không có đúng thưa thầy. Như là trong bảy sở hữu biến hành á, thì có sở hữu thọ, sở hữu tưởng và là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, thì ba cái sở hữu này nó mới hay là nó đi đi chung với nhau và nó biến hành trong tất cả nó không có ví dụ như là trong sắc uẩn thì đang sanh thì cũng có thể là nó sẽ không có cái thọ uẩn đi cùng, ví dụ như là cái cõi vô tưởng thưa thầy, thì nó chỉ có sắc thôi chứ nó không có cái thọ ở đấy, hay là những cái cõi gì nhỉ, gọi vô sắc thì nó cũng lại không có sắc nhưng mà nó sẽ có cái thọ uẩn ở đó. Dạ con xin được trả lời như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con. Rồi
hiểu á, nhưng mà nói cũng còn hơi lung tung, nhưng mà cũng được. Sắc quẩn đang sanh với ai thì thọ quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng? Thì sắc quẩn đang sanh với những người vô tưởng, người ở cõi vô tưởng á, thì đâu có thọ quẩn gì. Thì như vậy là pháp nguồn lào cai này đúng chúng trong đó, nhưng mà nó hơi lụm thuộm xíu thôi, nhưng mà cũng đúng thôi. Bây giờ có quyết thích ha, xà thú 10 điểm xà thú ha. Rồi, hay quá mà con này tưởng không nói được hay gì, nói được hay quá, xà thú. Rồi, hiểu không, có gì hiểu này không, trong room hiểu không, hiểu câu này không? Rồi, sao đúng không? Câu số 2. Rồi, ok. Câu số 2. Nữa. Sắc quẩn đang sanh với ai thì thọ quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng? Sắc quẩn mà đang sanh với người ở cõi vô tưởng thì đâu có thọ quẩn. Thì chỉ là sắc quẩn không thôi. Nhưng mà trên những cõi ngũ quẩn thì có ha. Sắc quẩn có, thọ tưởng hành thức có luôn, cõi ngũ quẩn. Nhưng mà cõi vô tưởng thì chỉ có một quẩn thôi là sắc quẩn, nó sanh sắc quẩn thôi nhưng không có thọ, không có tưởng thức, chỉ có sắc thôi, đúng rồi đó, xà thử. Thư ký nhớ ghi câu trả lời ra liền cho người ta học. Rồi, mời cô Mết Ta. Hỏi vô sắc nữa sao thầy? Thì cũng không có thọ luôn phải không thầy? Không phải đâu, mỗi vô sắc thì không có sắc nữa. Không có sắc thì nó có thọ tưởng hành thức, nó có thọ tưởng hành thức nữa. Vô sắc là không có sắc rồi, đâu có tính vô, đâu có tính vô con này nữa. Vô sắc là có thọ, có tưởng, có hành, có thức, có đầy đủ tứ danh quẩn, nhưng mà không có sắc. Còn câu này ta đang nói về sắc nha. Nó khác ha. Rồi, nắm được chưa? Rồi, ok ha. Rồi, câu số 2. Rồi, ghi đây, ghi câu này cho ra chính cho rõ ràng. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, xả hữu. Câu 2. Tứ danh quẩn đang sanh với ai thì sắc quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng? Thì sắc quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng? Tứ danh quẩn đang sanh với ai thì sắc quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng? Dạ, con xin được thầy trả lời câu này cho thưa thầy. Tứ danh uẩn đang sanh với ai?
hai thì giận tứ danh uẩn ở đây là thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Còn cái sắc uẩn ở đây thì nói như vậy thì cũng không có đúng. Ví dụ như là cái cõi vô sắc thưa thầy thì nó sẽ không có cái sắc uẩn nó sanh cùng. Dạ con xin được trả lời như vậy. Con xin phép. Đúng không vậy? Đúng không? Alo. Rồi, xa thử ha. Nhưng phải nói thêm chút xíu nữa. Tứ danh quẩn đang sanh với ai thì sắc quẩn cũng đang sanh với người đó. Thì khi nói tứ danh quẩn đang sanh, nếu mà cõi vô sắc thì không có sắc quẩn. Nhưng mà nếu cõi ngũ quẩn á, thì tứ danh quẩn đang sanh thì sắc quẩn cũng đang sanh. À, nếu nói cõi ngũ quẩn thì có đủ ha. Rồi, nhưng mà vậy là đúng rồi, đó là vậy là giỏi rồi ha, 10 điểm nữa là 20 điểm mà ta nói hả, pháp luận lao ca dữ ta. À, hay quá nè. Rồi, câu số 3. Giỏi. Đi câu trả lời là rồi, câu số 3. Đối với sắc quẩn không đang sanh thì tứ danh quẩn cũng không đang sanh, phải chăng? Đối với sắc quẩn không đang sanh, phải chăng? Dạ, con xin được trả lời câu này. Thưa thầy thì nó cũng ngược với cái ở trên. Nó cũng như là đối với sắc quẩn không đang sanh thì tứ danh quẩn cũng không đang sanh. Phải chăng câu này cũng không có đúng thưa thầy? Như là cái cõi vô sắc á, thì nó không có sắc nhưng mà nó tứ danh quẩn nó vẫn cũng đang sanh thưa thầy. Cõi tứ quẩn thì nó vẫn đang sanh dù mặc dù nó không có sắc quẩn nhưng mà nó vẫn có thể sanh. Chưa được. Ai bổ túc thêm, mời bổ túc thêm nha. Dạ, con xin bổ túc thêm là ngoài những cái câu con trả lời còn trừ đấy cõi vô tưởng ạ, thì có thể là nó còn không có thọ uẩn nữa thưa thầy, cái cõi vô tưởng ạ. Con xin phép nói như vậy, ví như là cõi gọi là gì? Cõi nhất uẩn đấy thì là nó chỉ có một uẩn thôi, thì nó sẽ không có đồng xanh tứ uẩn. Dạ.
Dạ sao con không nghe thấy ai nói gì ạ? Cô Meta con bị chắc do mạng lỗi ạ. Xin được trả lời lại câu này, con sẽ thấy như là đối với sắc uẩn không đang sanh thì tứ danh uẩn cũng không đang sanh phải chăng? Có cái cõi tứ danh uẩn thì không cần cũng có không cần sắc uẩn ở đây, nên là cõi vô sắc đấy ạ. Dạ con xin được trả lời như vậy thôi ạ. Con xin được xin mất. Chưa được, chưa được, chưa được. Là cần bổ túc thêm, ai bổ túc thêm không? Xin mời nha. Sao im rét à? Alo. Alo. Chúng ta bị rất mạng. Nghe không quý vị? Rồi, nghe rõ không? Đâu cho Nguyễn là bổ túc thêm nghe chứ. Tina trúng được phân nửa đó, là bổ túc thêm nữa được không? Ý gì đó, có người Lào Cai chứ bảo. Rồi mời nha. Dạ con thưa thầy, câu này ba là đối với sắc uẩn không đang sanh thì tứ danh uẩn cũng không đang sanh phải chăng? Dạ, câu này thì sắc uẩn thì chỉ có ở cái cõi năm uẩn và thì có ở cõi bốn uẩn, thì chỉ có ở cõi tứ danh uẩn thì có ở cõi bốn uẩn và năm uẩn. Như vậy thì cái câu này theo con thì nó là đúng, sắc uẩn không đang sanh thì tứ danh uẩn cũng không đang sanh, là đối với cõi năm uẩn, đó là đối với người chết thì sắc uẩn không đang sanh và tứ danh uẩn cũng không đang sanh. Dạ con cũng không biết đúng hay sai. Dạ con trả lời như vậy đó thầy. Dạ có gì thầy bổ túc để tụi con học hỏi thêm. Dạ con kính tri ân thầy. Rồi xa lắm, xa lắm. người chết sắc quẩn đâu có đang sanh đâu, tứ danh quẩn cũng không có đang sanh luôn. Đó là thêm cái nữa, người chết khỏi vô sắc thì đúng ha, khỏi sắc thì sắc quẩn không đang sanh, nhưng mà tứ danh quẩn thì vẫn đang sanh. Như vậy đây là cha phân bổ túc thêm mỗi người 5 điểm xa thấu. Rồi nắm được không vậy? Alo cho Nguyễn ghi được không? Lúc xa là người chết thì sắc quẩn không đang sanh, tứ danh quẩn cũng không đang sanh luôn, nó đang sanh đang chết rồi, nó bị diệt rồi.
Chắc thì thời tiết, người chết thì chắc thời tiết nó vẫn có như thường, nhưng mà đâu kêu là sắc quẩn được. Sắc quẩn kêu là sắc do nghiệp và tạo, nó có cái đầy đủ mới được chứ. Sắc thôi chứ không có là sắc quẩn được. Hiểu nắm được cái câu đó, sắc đang sanh. À, cái là sắc không đang sanh, à, không đang sanh tức là nó không có đang sanh khởi đó, nó không có đang sanh, bởi vì nó tử đó, thì cái, tất cả những cái sắc nó bị diệt hết đó, thì nó không đang sanh, thì lúc đó tứ danh quẩn cũng không đang sanh, là đối với người chết, à. Và cõi tứ danh quẩn thì không có sắc, nắm được không? Pháp nguồn là cái hiểu là không? Ok, hiểu được xa thú không? Thiên nhãn, tuệ nhãn. Thiên nhãn, tuệ nhãn chính là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chính là nhãn xứ phải chăng? Rồi, mời MC làm việc nha. Dạ, con thưa thầy, con xin trả lời câu này ạ. Dạ, thiên nhãn, tuệ nhãn chính là nhãn xứ phải chăng? À, ở đây thì nhãn xứ nó là thần kinh nhãn, nó là một trong 12 xứ. Còn thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ là nhãn nhưng không phải là nhãn xứ. Nhãn xứ thì là nhãn xứ cũng phải mà là nhãn cũng phải. Dạ, đó là câu trả lời của con ạ. Tức là thiên nhãn, tuệ nhãn là nhãn nhưng mà không phải là nhãn xứ ạ. Nhãn xứ là thần kinh nhãn ạ. Hey, xà lớn, xà lớn. Không biết rung hiểu không ha? Có nguồn lò cai có hiểu không? Có hiểu không? Cái gì danh thân gì ở đây? Có hiểu không? Đâu thử lên nói lại coi, hiểu lên nói lại coi sao, tại sao cô Nhung nói không phải là tại sao lên nói coi. Dạ thưa thầy, con nghĩ con được hiểu ở đây có nghĩa là cái thiên nhãn tuệ nhãn này thì nó thuộc về cái phần danh thân thôi, chứ nó không có cái phần sắc ở đây như là cái gì. Con hiểu lại đúng không thưa thầy? Rồi, xa thú, cô Mê Ta hiểu cô Mê Ta rồi. Cô Mê Ta đó rồi. Rồi, mời cô Mê Ta lên nói thử nha.
chưa hiểu luôn. Mời cho Nguyễn lên nói nói giảng cho người ta nghe tại sao không. Mời cho Nguyễn nha. Học bốn mấy năm ta học lớp này mấy năm là 6 năm mình 6 năm không 6 năm chưa quý vị chưa hả mấy năm qua rồi 5-6 năm vậy thì mới hết đâu à, lên nói giảng ra mà không giảng được thì chết rồi chết rồi 4 năm hả 4 năm rồi bây giờ nhãn xứ là thần kinh nhãn đúng không sắc thiên nhãn có phải thần kinh nhãn không đồ mấy ta thiên nhãn có phải thần kinh nhãn không thì không phải tuệ nhãn có phải thần kinh nhãn không đúng không thì nó dễ dễ không hiểu gì giá ở thì thiên nhãn thì tuệ nhãn thì nó người ta kêu là nhãn nhưng mà nó không phải là nhãn xứ. Nhãn xứ vừa là nhãn mà vừa là nhãn xứ như cô Dung nói này, trình bày cho quý vị nghe mà quý vị nghe chắc cũng lùng bùng chút xíu rồi hiểu không giờ hiểu chưa hiểu không cho Nguyễn hiểu không cô ta lên giảng lại cho bà con người ta nghe nữa. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ Dạ cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ nãy giờ con cũng té lên té xuống rồi có khi nghe khi không nhưng mà con giờ con xin nói lại con hiểu được gì con nói lại dạ nó đâu mất rồi dạ câu thứ 4 thiên nhãn tuệ nhãn nghe thầy mới nói là nếu là nhãn xứ phải là nhãn xứ phải chăng dạ thầy nói nhãn xứ tức là những cái thần kinh nhãn còn ở đây thiên nhãn tuệ nhãn thì cũng là nhãn nhưng mà nó không phải là thần kinh nhãn cho nên trả lời là không phải tuệ nhãn thiên nhãn và tuệ nhãn không phải là nhãn xứ dạ con nói vậy không biết có đúng không thầy dạ xin thầy chỉ dạy thêm ạ sao dạ cô nắm được không hiểu được không à, đâu cho Nguyễn lên nói lại nói kiểu khác rồi nó lại nói là kiểu khác rồi sao cho Nguyễn lên nói là kiểu khác nó ngược nó xuôi về kiểu khác rồi, hiểu được không rồi mời cho Nguyễn nha dạ thưa thầy thầy ơi thầy làm khó con hiểu mà con kêu con phải giảng ra để cho nó rõ thì như câu hỏi của thầy và câu trả lời của cô Nhung hay cô Meta thì cái thiên nhãn tuệ con hiểu cái nhãn xứ đó là cái thần kinh nhãn còn cái tuệ nhãn với cái thiên nhãn thì giống như là cái tên gọi nó là cái nhãn nó có cái khả năng này khả năng kia thôi chứ nó không phải là nó không có cái nó không có cái sắc thần kinh nằm ở trong đó đó thầy mà con không biết nói làm sao để cho nó rõ ra nó giống như cái tên gọi nó là như vậy thôi còn cái nhãn xứ thì nó phải có thần kinh sắc thần kinh ở trong đó con hiểu vậy đó thầy mà nói ra không biết có đúng hay không nha thầy có gì sai thì chỉ ra giùm con ạ à. Con kính tri ân thầy
cãi lộn sao cãi dữ lắm mới nói không được. Cãi hay lắm mà tám cũng dữ lắm. Đây là mấy phạt quỳ nhang, cái này phải quỳ nhang điện, quỳ nhang điện mấy quỳ nhang thường. Rồi xa đúng không? Rồi qua câu tiếp theo, câu số 5. Cho Nguyễn rất hiền, không hiền đâu. Bây giờ giao cho cô Nhung trị cho Nguyễn mỗi ngày bắt. Đúng rồi, nói vậy được rồi. Rồi, rồi câu số 5, câu chót nha, câu số 5 nha. Rồi, học bài nha. Tóc, lông, móng, răng, da chính là thân xứ, phải chăng? Rồi, rồi lấy con này nữa không? Rồi quý vị nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin trả lời câu hỏi số 5. Dạ, con xin đọc lại. Tóc, lông, móng, răng, da chính là thân xứ phải chăng? Thì theo con á thầy, nếu con trả lời sai thì con chỉ dạy và con học hỏi thêm. Con thấy là tóc thì nó không có thần kinh gì hết ở trong đó hết, rồi lông mà cũng không có, rồi móng thì cũng không có, thì nó không phải là thân xứ, bởi vì phải có thần kinh thân á thì mới là thân xứ. Rồi còn răng á thì con thấy là trong cái răng thì nó có thần kinh tủy ở trong á, thì con nghĩ nó, con không biết phải là thuộc thân xứ hay không. Rồi còn da thì trên da thì có những cái da thì chính thân xứ thầy. Câu trả lời của con là vậy thì xin thầy chỉ dạy. Biết ngay thế nào, con phải tài cũng nói vậy. Không, cô Nhung có lè lưỡi rồi. Con nói thì sao, cô Nhung có lè lưỡi rồi. Giờ cho bà phát nguồn Lào Cai lên nói nó thêm, bỏ nút gì thêm nha. Dạ, con xin được bổ túc thêm ạ. Như là tóc, rồng, tóc, lông, móng, răng, da chính là thần kinh xứ, à chính là thân xứ phải chăng, thưa thầy? Nếu như mà tóc, lông, móng, răng, da này mà nó chỉ là phần sắc thôi ạ, chứ nó không dạ vâng ạ, nó chỉ là thuộc phần sắc vật chất thôi thưa thầy, thì nó
nếu như mà một người chết thì sẽ không thể, nó mà là thuộc bộ phận của người chết thì nó không thể được gọi là thân xứ được, bởi vì là nếu những cái này nó phải có cái dây thần kinh ở trong nó thì mới gọi là thân xứ được. Đã con xin phép được xuống mất. Chưa được, nói chưa được, nói chưa rõ được. Nói cho giải thích sao cho nó hợp lý vậy nè. Nữa không? Rồi Tina, nãy giờ Tina ngồi im với lên bổ túc cái câu cô Meta nói là sao. Tina đâu rồi? Giờ ta lên coi Tina. Im ru luôn. Tâm mi lại đây, tâm mi. Karuna, Nguyễn Mộng, Võ Thành, ai lên bổ túc được cái này không? Không được thì thôi để cô Nhung có lên cô bổ túc theo cái ý của cô Meta cho người ta nghe là lưỡi thì mời cô Nhung lên. Nhung lên giải thích không được mà cô Nhung chết với cái như cô Meta đó nha. Mời. Dạ em, tại em buồn cười em bật cười thôi chứ không có gì đâu chị Meta, tại vì thầy chị nói thần kinh tủy nha, em buồn cười quá thì thôi chứ không có gì hết ạ. Dạ tóc lông móng răng da thì mình hay nghe ở trong cái 32 thể trược ạ. Dạ mình cái này mình quán về cái chất đất, còn ở đây thì câu hỏi này là tóc lông thì thân xứ nó chính là thần kinh thân, nó trải dài hết cả cái thân mình ở bên ngoài và bên trong. Còn cái chỗ nào mà có thần kinh thân, chỗ nào mà nó biết đau thì nó mới là thần kinh thân, thì nó mới là. Còn tóc lông móng răng da, da này tức là cái da ở phía bên ngoài da chết đó, thì theo con nghĩ cái này nó không phải là thần kinh thân ạ. Nó ở ngoài thân, nó có thể rục, nó có thể chóc mà mình cũng không có cảm giác gì, thì theo con nghĩ đó không phải là thân xứ, không phải là thần kinh thân ạ. Đó là chỉ là cái đất. Dạ đó là câu trả lời của con ạ. Dạ con kính tri ân thầy ạ. Rồi xa thứ xa thứ. Tóc lông móng răng da răng cô mấy ta nó có cái tủy xong ha. Đó, cái tủy đó là gì, cái răng đó, có được gọi là thân xứ không? À, của ta có thắc mắc cái đó, răng lúc đau nhất vậy thì cái răng đó có phải là thân xứ không? Lâu Pháp Nguồn là cai lên nói rồi. Dạ thầy chỉ hỏi về phần răng thôi à, tôi thấy. Dạ không ạ. Răng thì nó cũng chỉ là sắc vật chất thôi, nó không phải là có thần kinh gì ở trong đó. Dạ. Còn cái tủy này thì nó là thuộc về cái nó là kiểu là nó về nó cái sự cảm giác đau đây là thuộc về tâm thôi tôi thấy. Còn những cái là cái những cái dây thần kinh nó, dạ nó có dây thần kinh thôi chứ còn nếu mà nói đến tủy ăn nếu mà nói đến răng thì nó không phải là thần kinh thân ạ. Dạ con xin được trả lời như vậy. Pháp Nguồn Lào Cai nói cái răng là sắc vật chất à, cái răng là sắc vật chất mà cái tủy thì nó không phải là sắc vật chất. Cô Nhung thấy sao? Cô Nhung thì cô Nhung ý kiến cái tủy thì không phải là sắc vật chất. Cô Meta thấy nói cái này sao? Còn mời cô Meta đi. Rồi cô Meta là nói cái này đúng hay là sai? Mời con. Dạ thưa thầy, dạ thưa đạo tràng, dạ con thấy câu trả lời của cô Nhung thì nói là
Nếu như vậy thì tất cả mấy thứ này đều không phải là thần kinh thân hết. Con nghĩ vậy thầy. Thôi thầy chỉ dạy. Nhưng mà cái câu của Pháp Nguồn Lào Cai kìa, Pháp Nguồn Lào Cai nói cái răng là sắc vật chất, còn cái thần kinh thân thì không phải là sắc vật chất. Thì cô Nhung nghĩ sao? Mời cô Nhung ơi. Mời khoan khoan, mời cho Nguyễn đi, cho Châu Nguyễn là giải thích. Sao mời cho Nguyễn. Trời, thầy lại kêu con nữa. Dạ con cảm ơn con Beta đã cho con biết tín hiệu. Dạ thưa thầy, trong cái giờ thầy nói con nói cái chỗ răng của mà Sis Pháp Nguồn Lâu Cai nói thôi hay là nói hết thầy? Dạ nói cái răng đó thôi hả thầy? Dạ. Dạ đúng đúng rồi, nếu cái răng á thầy, nếu cái răng mà nó răng mà giả đi, con gắn nó cái răng con bị hư thì cái con nhổ đi xong rồi con gắn cái răng giả vô thì nó chỉ là cái răng, cái vật gắn vô cái thân mình thôi, chứ nó không có, nó đâu có thần kinh tủy ở trong đó. Cái gì để con nói, đó không có cái thần kinh thân giống như cô Nhung nói ở trên, nó cũng chỉ là một cái vật thôi thầy, cho nên là sao ta hồi nãy cái câu pháp của Sít Pháp Hùng Lào Cai nói cái răng là gì đó con quên rồi, nãy giờ nghe nhiều quá. Dạ con nói vậy đúng không thầy? Là băm hai thị trượt là đúng rồi, nhưng mà nó nếu cái nó không phải là thân xứ, để thân xứ là phải có thần kinh thân nằm trong đó. Đang nói người sống. Dạ thôi con chỉ giải thích cái răng đó như vậy thôi thầy, con không có nói thêm nữa đâu, con nói con mất công lắm. Các bạn trứng đây. Ta nó đưa câu hỏi ra lên nói tùm lắm tà lá à, Pháp Nguồn Lào Cai nói cái răng là sắc vật chất, nghe chưa, nghe rõ không? Cái răng là sắc vật chất, Pháp Nguồn Lào Cai nói không, cái răng là sắc vật chất, còn cái thần kinh thân thì nó không phải là sắc vật chất, thì cái này phải hiểu sao rồi trả lời tùm lắm tà lá. Trả lời nội tóm gọn trong câu hỏi, cái răng là sắc vật chất, thần kinh, cái tủy thần kinh thì không phải là sắc vật chất, thì vậy đúng hay sao, hay là có cái gì phải bổ túc? Mời cô Beta lên nói lại hay sao? Mời cô Beta nói đi gom gọn trong cái câu hỏi nha, chứ đừng nói tùm lum tùm la. Cô Beta nắm được chưa? Chưa hết hả? Rồi mời con. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ bây giờ con đọc lại cái câu hỏi này. Tóc, lông, móng, răng, da chính là thân xứ phải chăng? Dạ, theo hồi nãy con đã trả lời như vậy, nhưng mà nãy giờ con pháp nguồn thì theo con nghĩ lại á, là thần kinh chính là thân xứ. Thân xứ ở đây là thần kinh thân. Thì con hiểu là nhờ có thần kinh thân thì mới có sự xúc chạm. Mà cái răng á, thì nó không có, nó không phải là thân xứ rồi. Cũng như tóc, lông, móng, răng không có luôn. Và cô Nhung thì nói da thì chỗ này con cũng còn lấn cấn lắm thầy.
Da là cái lớp da ở bên ngoài, nó có thể là nó chết đi rồi sanh lớp da khác hay gì đó. Thì như vậy nãy giờ con cũng chưa có biết kết luận là con hiểu như vậy là bốn cái thứ tóc, lông, móng, răng thôi, không phải là thân xứ. Còn cái da này đó thì con cũng chưa hiểu là có phải là thân xứ hay không. Dạ con hiểu như vậy đó. Xin thầy thôi, thầy chỉ dạy đi. Dạ. Đang cái câu hỏi đưa lên nè, là còn Châu Nguyễn ghi lại cái câu này cho rõ ràng. Pháp ngừa là cái răng á, nó là sắc vật chất. Còn cái tỷ, cái thần kinh thân, cái thần kinh tỷ đó thì nó phải là sắc vật chất. Thì sao cái này phải hiểu sao? Ghi ra câu hỏi rằng cái răng là sắc vật chất mà cái thân thần kinh tỷ thì không phải là sắc vật chất, thì đúng hay sai? Đúng chỗ nào mà sai chỗ nào? Chứ đừng nói lung tung nữa, vô gom vô câu hỏi trước đã, một câu này trước đã rồi giải quyết từ từ. Không ghi ra được chưa? Cái răng mà sắc chất mà cái tỷ không phải là sắc chất đó, thì cái câu của Pháp Ngô Lào Cai nãy nhấn mạnh vấn đề này cho mọi người thấy ha. Mọi người phải làm sáng tỏ vấn đề này chứ không lẫn lộn tùm lum tùm la ha. Rồi Châu Nguyễn lên nói lại coi, nói phân tích cái này coi. Rồi dễ ủi vậy, nghĩ không ra trời. Rồi nghĩ không ra. Rồi cô Dung đi, mời cô Dung lên phân tích lại cho đàng hoàng cho bà con hiểu nữa thôi, lẫn lộn tùm lum tà bá. Rồi mới cái này trước nha, rồi tới cái vụ da sao nha. Phân tích này tới đây. Dạ, con thưa thầy, dạ, trong cái câu hỏi của Pháp Nguồn Lào Cai nói là tủy, Châu Nguyễn là không phải thần kinh tủy đâu, mà chỉ là tủy thôi. Tủy không phải là sắc vật chất. Thì ở đây tủy mình có thể lấy ra được. Mình có thể, khi mà đụng đến tủy mình có thể thấy đau. Và khi lấy ra tủy, nó là một mảnh rất là nhỏ nhỏ ở trong cái răng của mình, thì có thể lấy ra được. Thì là chất, nó cũng là chất đất. Còn cái khi mà đụng vô nó đau thì trong đó nó có thần kinh thân. Thần kinh thân nó là trong suốt, nó phủ khắp cơ thể mình. Chỗ nào mà đụng vô thấy đau thì nó là thần kinh thân. Thì ở chỗ này á, tủy á, thì ở tủy nó vừa có vật chất mà vừa có thần kinh thân. Dạ, đó là ý kiến của con thưa thầy. Dạ, con kính tri ân thầy ạ. Dạ, con xứng mấy ạ. Rồi, giờ Pháp Nguồn Lào Cai lên nói thử cái vật chất. Pháp Nguồn Lào Cai lên nói coi, thần kinh thân là vật chất hay là phi vật chất? Dạ thưa thầy, thần kinh thân thì nó là vật chất thôi thưa thầy. Vâng, thì gọi là gì sư thầy nói cái gì thầy nhỉ, gọi là phật vật chất, nó cái thần kinh, dạ con cái răng là sắc vật chất, tủy không phải là sắc vật chất phải không? Tủy không phải là... tủy nó cũng là sắc vật chất thưa thầy, nhưng mà khi mà đụng mà nó đau thì cái lúc đó thì nó có cái thần kinh thân ở đấy đó, như cô Nhung nói đó, là con cũng đã hiểu ạ. Khi mà ví dụ
thì con nói là ví dụ như người chết ấy, thì nó có, nó không có thần kinh ở đó thì lấy tủy ra hay không thì nó cũng không có đau, có cái thần kinh ở đó thì khi mà mình lấy cái tủy ra thì rất là đau, nhưng mà khi mà lấy ra khỏi cơ thể rồi thì nó không đau nữa, thì nó vẫn là sắc vật chất. Dạ con trả lời như vậy. Con xin dâng mic đến thầy. rồi bây giờ khi mà cái thần kinh thân trong cái răng rồi cái tủy răng, mà bây giờ mà đụng vô đau thì khi đụng vô đau vậy đó là cái thần kinh thân đụng vô đau vậy, phải không? Phải không? Phải đau lửa đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi mà đụng vô đau vậy, khi mà đau mà đụng vô đau vậy thì nó là danh sắc hay là sắc, danh pháp hay sắc pháp? Trật lắc, trật lắc. Thần kinh thân là danh sắc hay là danh hay là sắc? Thần kinh thân là sắc chứ sao là danh? Thần kinh thân là sắc, nó là sắc thôi, nhưng mà cái tâm nó lương đó thì mới là danh. Còn hai cái chỗ này nha, cái sắc thần kinh, cái sắc thần kinh thân là thuộc về sắc, còn cái tâm mà nó lương thần kinh thân á là thân thức á thì lúc đó mới là danh. Nắm được không? Được chưa? Nắm được chưa? Nó là lộn xộn cái này, tại cái chút xíu cho nó họ lấn cấn là lộn sắc cái danh là trật lắc không. Rồi nắm được không? Rồi bây giờ nói về cái da đó mà cô mấy ta nói cái da đó là thần kinh thân á, là trật á, cái da nó gì là cái lớp trải lớp da và thần kinh nó nằm ở phía nó là một cái hệ thống thần kinh khác, nó nằm ở dưới da đó, dưới lớp da đó. Cái thần kinh thân có nhiệm vụ là nó bắt cảm xúc, còn cái da nó không có làm gì đó. Ví dụ như một người bị tê chân tê tay là rồi đâu có biết gì đó, là không phải là thân xứ, không phải là thần kinh thân, nhưng mà thần kinh thân mới là thuộc về thân xứ. Cái da thì không phải, da là như là cái lớp phủ vậy thôi, cái kia nó nằm ở dưới da mình đó, hệ thống thần kinh nó trải dài gấp thân ở dưới da và da trên. Giống như da mình ngồi thiền thì ngồi lát cái tay chân cứng ngắc tê cứng thì dầm rời vô đâu có cảm xúc gì đâu, thì cái da là da, nhưng mà da nó không phải là thần kinh thân, nó không phải là thân xứ. Thần kinh thân mới là thân xứ. Rồi nắm được cái tay, nắm được chưa? Vô da đụng là mình đụng vô cái giờ rời vô da đụng cảm thấy là mát mát lạnh, thì khi mà thấy được mát lạnh vậy đó thì nó là cái hệ thần kinh thân á, nó có cái sự xúc chạm, nó tạo nên cái sự mát sự lạnh ha. Thì như vậy đó, khi mà đụng vô cái thần kinh thân, nghe thần kinh thân đó là nó là danh hay là sắc? Thần kinh thân là danh là sắc, à sắc rõ ràng, xác định rõ ràng nha. Thần kinh thân là sắc, nhưng mà cái biết mát lạnh là sắc hay là danh? Là danh, đúng rồi. Xa thứ đó là thuộc về biết, là thuộc về cái cảm thọ, là về thân thức ha. À, thì như vậy mình phải phân biệt rõ ràng cái nào là danh, cái nào là sắc được không? Bởi vì mình hành tứ niệm xứ mình mới biết đúng được, chứ thôi mình biết lộn xào. Cái sắc là mình danh, danh thành sắc là chết luôn ha. Rồi vậy ha, nắm được hết ha, cô bé ta nắm được chưa? Nắm nguồn là cây, nắm được chưa? Alo. Rồi giờ đó thêm Tina ngồi thiệt ha, thở vô cái hơi thở vô cái đụng lỗ mũi cái biết đụng lỗ mũi, cái hơi thở nó xúc chạm lỗ mũi,
Thì như vậy cái nào danh cái nào sắc đâu, quý vị để phân tích thử nha, cái nào danh cái nào sắc. Rồi mời cô Meta nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, quý vị có nghe đồng nhận. Dạ, cảm ơn cô Châu Nguyễn, cảm ơn cô. Dạ, thầy nói lại đi thầy. Hay là con nhắc lại câu hỏi là thầy nói là Ti Na Nguyễn thở vô, thở ra. Thì biết là thở vô thở ra, cái nào là danh, cái nào là sắc. Dạ đúng vậy không thầy? Dạ. Thì thở vô thở ra cái biết đó là danh, còn thở vô thở ra đó là sắc thầy. Dạ con hiểu vậy, xin thầy chỉ dạy ạ. Rồi sao thứ rồi giờ thở vô thở ra, sự xúc chạm là danh hay là sắc? Châu Nguyễn đó lên coi. Thầy mới kêu con hả thầy? Dạ thưa thầy, phải không thầy? Thầy, con đang nghe, con đang nghe câu hỏi là thở vô thở ra, cái sự xúc chạm đó là danh hay sắc, phải câu hỏi như vậy không thầy? Dạ thưa thầy, cái sự xúc chạm khi mà mình thở vô thở ra thì cái đó là sắc thầy. Cái sự nó có sự tiếp xúc với lại mình có được cảm, mình có cảm cảm thọ được cái sức nóng, cái nóng lạnh đó, thì con nghĩ cái thở vô thở ra thì cái sự xúc chạm đó là sắc. Dạ. Cái gì là danh hả thầy? Dạ thưa thầy, cái sự biết thở vô thở ra, cái sự biết đó là cái thở vô thở ra và biết được có sự xúc chạm thì cái đó là danh à? Rồi xa thứ xa thứ rồi đúng vậy không đó, thì phải tập phân biệt từ từ cho rõ ràng chứ thôi lộn xào không vừa lần gai nắm rõ rồi chưa. Tắt nguồn đâu rồi? Nó đâu im rồi, hiểu không? Sao im rồi? Nói tập lum rồi, giờ im rồi. Rồi. Đưa lên núi toàn sữa gì đấy, gì ban qua rồi, phan si ban hả? Phan si ban, phan si ban, phải. Rồi giờ trốn luôn rồi, chơi màn núp trốn trốn tìm hả? Là núi trốn tìm. Rồi, là đó nè, ok. Rồi bây giờ mình vô tiếp cái phần chót của phần gì đó. 12 chi gì bên này, 12 chi đạo học ra, 12 bữa học 12 chi làm tới đâu rồi cho Nguyễn.
Rồi đúng rồi, nghe gì là học tới đâu anh rồi, học tới đâu đưa lên cho rồi, tiếp tục là chỗ nào. Hết phần chánh mạng và mạng rồi, giờ tiếp tục là tới số 6 là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn Sammāvāyāma, Sammāvāyāma. Chánh tinh tấn, chánh tinh tấn là cái sự nỗ lực, tinh tấn là nỗ lực, tinh cần, cố gắng, tích cực ha. Mà chánh là chân chánh, là sự nỗ lực, cố gắng tích cực một cách đúng đắn, một cách chân chánh thì được gọi là chánh tinh tấn. À, tức là khi nào mình có sự nỗ lực mà nó đúng đắn, nỗ lực hợp với lẽ đạo, nỗ lực một cách là trong sạch thì được. Thì sao phải người sư nhỉ? Tỏ gì này, tỏ gì? À, tỏ vô trễ. Chắc nay bị vợ phạt quỳ gói rồi nay vô trễ. Mai không nấu cơm nấu nước bị phạt quỳ. Thì không giặt đồ nó bị phạt quỳ sầu riêng rồi. Rồi, đó là chánh tinh tấn ha, tức là sự nỗ lực, sự cố gắng, sự tích cực, sự năng nổ, gọi là chánh tinh tấn. Hay người ta gọi là là siêng năng, sự siêng năng, sự năng nổ, những vậy là gọi là trong bản nội trong thiền pháp thì được gọi là chánh tinh tấn. Thì chánh tấn này mình biết là có tứ chánh cần. Chánh cần Sammāpaṭṭhāna, tứ chánh cần Sammāpaṭṭhāna. Tứ chánh cần là bốn pháp là tích cực siêng năng một cách chân chánh. Thứ nhất là thận cần Sammāvāraṭṭhāna, là thận cần. Thận là thận trọng, thận trọng là cẩn thận ha, là tinh cần cẩn thận phòng ngừa đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh khởi. À, tức là đừng cho ác pháp, những ác pháp nào chưa sanh mình cẩn thận đừng để cho nó sanh khởi. À, tức là mình phải có sự năng nổ tích cực trong cái việc mà là phòng ngừa, trong cái việc mà gìn giữ thì được gọi là thận cần. Rồi cái thứ hai là trừ cần Bahānāpaṭṭhāna, tức là tinh tấn diệt trừ các ác bất thiện pháp đã sanh. Tức là khi mà mình thận cần á, mà không nổi đâu mà pháp ác bất thiện pháp vẫn sanh á, thì mình phải nỗ lực mình tinh cần để mình diệt trừ nó. À, mình diệt trừ ngay từ trong tấn, diệt trừ các bất thiện pháp đã sanh, khi nó đã sanh lên thì mình diệt trừ luôn, không cho nó sanh trở lại ha. Thì như vậy thận cần và trừ cần là hai cái mà chúng ta cần phải làm ha, tức là đề phòng và tiêu diệt những ác pháp, đề phòng ác pháp không cho sanh và tiêu diệt những ác pháp đã sanh. À, thì đây là hai cái chánh cần đầu tiên là mình cần phải làm đối với một người đang đi trên con đường là bát chánh đạo ha, là phải làm thận cần và trừ cần. Rồi tiếp theo số 3 là tu cần Pāvanāpaṭṭhāna, tu cần tức là tinh tấn tu tập làm cho khởi những thiện pháp chưa sanh. À, tức là giờ mình phải tích cực, mình siêng năng, mình tu tập, mình làm thế nào cho những cái thiện pháp mà mình nói mình chưa làm, chưa sanh được. Tức là chẳng hạn như giờ mình chưa có thực hiện được cái pháp bố thí được tốt đẹp thì cố gắng mình làm cho sanh khởi. À, cái pháp bố thí, pháp trì giới, pháp tu thiền, tu tập vân vân, thì mình cố gắng mình tu tập, mình làm cho nó được sanh khởi. À, thì như vậy gọi là tu cần. À, tức là chúng ta phải tinh tấn, tinh cần để cho làm những cái thiện pháp mà chưa có sanh khởi, mình làm cho nó sanh lên, làm cho nó được phát sanh, cho nó được tốt đẹp. Chẳng hạn như giờ niệm mình chưa có, mình còn quá yếu về cái niệm, mà mình phải tu tập, mình siêng năng, mình tích cực làm cho cái niệm được phát sanh, được lớn mạnh. Thì đó là tu cần. Rồi số 4 là bảo cần Anurakkhanāpaṭṭhāna, là bảo cần.
là mà tinh tấn bảo trì, bắt đầu tới cái này là mà bảo trì gìn giữ là bảo trì bảo bảo dưỡng đó, gìn giữ những thiện pháp được đó, làm cho nó phát triển nữa, càng lúc nó càng lớn mạnh lên. À, thì như vậy gọi là bảo cần, là tinh tấn bảo trì gìn giữ những thiện pháp là đã có sẵn và làm cho nó phát triển lên. Tức là nó khác với hai cái gì đó, là trừ cần là diệt trừ những cái ác pháp đã sanh, còn bảo bảo cần là làm cho tốt đẹp gìn giữ phát triển thiện pháp nó đã sanh. Hai cái này nó khác nhau ha, một cái là diệt trừ ác pháp, một cái là làm cho thiện pháp được phát sanh lớn mạnh. Thì như vậy chánh tinh tấn có bốn cái pháp này là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. À, mình cần phải thực hiện trong cái đời sống tu tập. À, nếu mà trong cái đời sống tu tập mình thiếu bốn pháp này thì không thể tiến triển được, không thể phát triển thận. Mình không có đề phòng ác pháp thì nó sanh nở làm rầm rầm là như không ha. Nên là mình phải luôn luôn cẩn thận đề phòng đó, tức là phòng hộ các căn, gìn giữ đừng cho những ác pháp nó phát sanh ha. Và khi nó phát sanh mình phải diệt liền, đừng để cho nó được tồn tại lâu. Rồi những cái thiện pháp mà chưa sanh mình làm cho nó sanh lên, và khi nó sanh lên được mình làm cho nó được tốt đẹp, làm cho nó được phát triển lớn mạnh lên. Thì như vậy đó là bốn cái pháp mà thuộc về chánh tinh tấn, tức là tứ chánh cần, là cần phải tu tập, cần phải làm cho nó phát triển ha, tốt đẹp ha. Đó là tứ chánh cần. Rồi bốn ý nghĩa khác, ta kể tới bốn ý nghĩa khác. Thận cần, nguyên nhân khiến tham u ác bất thiện sanh khởi, do các căn tiếp xúc với ngoại cảnh. Ta đi qua cái sâu vấn đề mà do căn với cảnh nó tiếp xúc nhau. Thì khi mà mình ra sống ở ngoài xong, mình sống ở cuộc đời đó, thì chúng ta thường hay phải tiếp xúc. Mình thấy mắt, thấy cảnh sắc, tai nghe người này nói, người kia nói, mũi ngửi, lưỡi ném, thân xúc chạm, vân vân. Thì chúng ta phải tinh cần, tinh tấn chế ngự những cái nguyên nhân mà làm cho những cái tham nó sanh, sân nó sanh. Thì mình cẩn thận, mình chế ngự nó, đừng cho nó phát sanh. Khi mà chúng ta lưỡi ném, mũi ngửi, thân xúc chạm, thì chúng ta phải cẩn thận, đề phòng, thấy không? Rồi số 2 là trừ cần, tức là tinh tấn và từ bỏ, tẩy sạch dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. À, đây là qua vấn đề là chúng ta phải tinh tấn, là phải làm cho nó sạch sẽ những cái tư duy này. À, về dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, mình phải diệt trừ đó. Diệt trừ không từ trong trứng nước không, đó thì là trừ cần. À, rồi tới tu cần là tinh tấn tu tập thất giác chi, nhờ viễn ly, ly tham đoạn diệt. Tức là tu cần đây là nói thẳng về cái vấn đề pháp tu tập về thất giác chi. Đem đặt tấn hỷ khinh định xả, tức là thất giác chi phải tu tập, siêng năng tu tập, chưa phát triển làm cho nó phát triển. Rồi bảo cần là bảo trì, tinh tấn gìn giữ, bảo trì cho các đề mục quán tưởng, vân 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 vân. À, thì như vậy là thận trừ tu bảo, và chúng ta cần phải tích cực nỗ lực tu tập để cho đến khi nào một ngày vinh quang chúng ta chứng đắc được các tầng thiền, các đạo quả, các điều tốt đẹp. Thì như vậy là tu theo tứ chánh cần, như vậy chúng ta sẽ có được những cái sự tốt đẹp như vậy ha. Rồi giờ tới pháp đối nghịch đó nè. Tứ chánh cần thì đối nghịch của nó là tham chi pháp, chúng ta sẽ học là tà tinh tấn, miccha vaya mô, là tà tinh tấn. À, đối nghịch lại với chánh tinh tấn mà tà tinh tấn, tức là sao? Tức là cố gắng thực hiện các ác bất thiện chưa sanh cho nó sanh. À, mình siêng năng, mình làm những cái pháp bất thiện mà chưa sanh cho sanh, những cái chia rẽ nói tùm lum tà la. À, thì mình tích cực siêng năng trong những cái việc đó, năng nổ trong những cái việc đó, thì như vậy là chúng ta đang thực hiện các ác bất thiện pháp chưa sanh cho nó sanh. Rồi tinh tấn, rồi hành tà đạo, tức là hành những cái phương pháp mà đem đến cái sự đau khổ, cái sự mà khổ hạnh, cái sự mà sai lệch để đưa đến cái
cái vấn đề mà coi như là thuộc về ta, đó là thuộc về ta tinh tấn. Thì như vậy thực hiện các ác thiện pháp, hành những cái tà đạo thì được gọi là tà tinh tấn. Rồi chi pháp nó là tâm sở cần, chi pháp chính là tâm sở cần. Rồi số 7 là chánh niệm. Chánh niệm là samma sa tí, là chánh niệm. Và sự ghi nhận biết rõ là sự ghi nhận, sự biết rõ, sự tỉnh thức, sự ghi nhớ. Tức là khi nào có sự chú ý ghi nhận đúng thực tính pháp, khi đó có chánh niệm. Tức là khi nào chúng ta có sự ghi nhận, sự ghi nhớ, sự tỉnh thức đúng theo cái chân đế pháp, đúng theo cái pháp thực tính, thì khi đó chúng ta mới có niệm, là mới có được cái chánh niệm. Thì trong cái chánh niệm cho mình biết là có bốn phần. Là niệm xứ, trong cái tứ niệm xứ coi là thân, thọ, tâm, pháp, là bốn cái pháp này. Là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì khi chúng ta niệm đúng theo bốn cái pháp này thì chúng ta đang có được thực hành được cái pháp gọi là chánh niệm. Rồi đối nghịch nó là tà niệm, miccha sa tí, cũng là niệm nhưng mà sự ghi nhớ, sự ghi nhận là chú ý là những cái pháp thuộc về bất thiện pháp. Tức là mình ghi nhận, ghi nhớ những cái pháp bất thiện, những cái ác pháp, những cái điều xấu, điều quấy. Thì như vậy được gọi là tà niệm. Chi pháp nó cũng là tâm sở niệm. Chi pháp tâm sở niệm, nghe em đọc lại nha. Thì chi pháp ta là tâm sở niệm thuộc về chánh niệm. Chứ tà niệm thì không có ha. Tà niệm thì không có chi pháp nhất định. Tà niệm mình dòm trên bản điêu, vậy dòm thì không có cái nào là tà niệm nữa. Không có chi pháp tà niệm, mà tà niệm nó có được là do tham hay là do sân, hay là nó điều xử, nó làm những việc đó. Thì như vậy tà niệm không có chi pháp nhất định. Bởi vì thấy mình tà niệm, mình có sự bậy bạ, ghi nhớ bậy bạ, ghi nhận bậy bạ, thì nó thuộc về tham sân si, nó điều xử ha. Thì như vậy là tà niệm không có chi pháp. Rồi, mà samathi, sự an trú trong một cảnh duy nhất, làm tăng trưởng các pháp hảo tốt đẹp, thì được gọi là chánh định. Mấy cái này mình học biết hết rồi ha. Thì khi nào mình có sự an trú trong một cái cảnh, một cái đối tượng như như nào đó, mà mình làm cho nó tăng trưởng được những cái pháp tốt, pháp đẹp, mà được tốt đẹp, an trú vào nó tốt đẹp, thì được gọi là chánh định. Thì trong cái định á, định thì cho mình biết có ba loại. Quý vị cũng thường hay nghe là có ba loại, là thứ nhất là sát na định, khanika samathi là sát na định, tức là định trong tâm thiện dục giới, là sát na định, là những sát na sanh lên có cái tâm sa định đó trong tâm thiện dục giới gọi là sát na định. Rồi cận định upacchara samathi là định trong tâm thiện dục giới hợp trí, dục giới hợp trí. Thì đây là gọi là cận định, hoặc là những cái tâm thiện hợp trí mà nó gần đi vô cái an chỉ định đó, thì được gọi là cận định. Hoặc là an chỉ định, số 3 là an chỉ định, appanna samathi là định trong các tâm thiền. Thì khi này đã vô thiền thì được gọi là an chỉ định. Còn cận định là nó gần tới an chỉ định, thì lúc đó là những cái tâm thiện hợp trí chuẩn bị cận hành thượng thứ bỏ vật, dũng thiện chuẩn bị cận hành thượng thứ rồi chuyển tập đó, rồi mới an chỉ định. Thì như vậy được gọi là cận định. Còn sát na định là chỉ là những cái sát na là trong tâm thiện dục giới nó sanh lên, nó có được những cái sát na định, cận định và an chỉ định. Đó là phân theo ba. Rồi phân theo hai, tức là có hai loại định nghiệp thế. Định thuộc về hiệp thế gian, hợp thế, hợp thế gian là định trong những tâm thiền hiệp thế, những tâm thiền sắc giới, vô sắc giới đó, thì được gọi là định hiệp thế. Đó là thuộc về tâm hiệp thế đó, có gì không, là thuộc về tâm thiền hiệp thế đó. Tâm thiền sắc giới, vô sắc giới là định hiệp thế. Còn định siêu thế là định trong những tâm siêu thế, tức là tâm định được trong những cái tâm thuộc về siêu thế, là tâm đạo và tâm quả. Thì gọi là định siêu thế. Cái này cũng dễ hiểu, mình đã học nhiều mình biết rồi ha. Rồi tà định đối nghịch là pháp đối nghịch, miccha samathi. Tà định này là tâm sở nhất hành,
trong các tâm bất thiện là cũng là định, là nhất hành, tâm sẽ nhất hành, cái tá là tâm sẽ nhất hành là định đó. Nhưng mà nó định trong những cái tâm bất thiện, tức là trong cái sát na nó có cái tâm sở nhất hành đó, nó đồng sanh trong tâm tham, tâm sân, tâm si đó. Thì trong tâm sở nhất hành đó, mà nó có cái hòa hợp với là cái tâm bất thiện thì được gọi là tà định. Hay là trú trong cái tâm mình đó, nó an trú trong các cảnh sắc thinh khí vị xúc, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, liên cái pháp ác tạo pháp xấu, nó làm cho các ác bất thiện pháp phát sanh, được tăng trưởng. Thì như vậy khi mà chúng ta có sự an trú tâm trong đối tượng, ví dụ như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, năm cái đó mà nó có làm có liên hệ đến nhân dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến những cái ác pháp, thì những cái đó được gọi là trú tâm thuộc về tà định. Tà định. Rồi đánh dấu một cái qua thị cho mình biết sao, chú tâm luyện các phép chú thuật cũng là tà định. Trong đây cho mình biết đây cũng là một cái loại định, nhưng mà nó thuộc về tà định, bởi vì thứ nhất là nó không đem đến một cái lợi ích giải thoát, tức là không có làm giảm tham, giảm sân, giảm si, mà nó còn làm tăng trưởng tham sân si. Thì như vậy chú tâm luyện những phép bùa chú thực định. Rồi chi pháp, chi pháp nói chung là chỉ có một tâm sở, là tâm sở nhất hành. Nó tâm sở nhất hành là chỉ có tâm sở nhất hành. Tâm sở nhất hành khi mà đồng sanh trong những tâm bất thiện thì nó thuộc về tà định. Tâm sở nhất hành, tâm sở nhất hành mà đồng sanh trong những tâm thiện thì được gọi là chánh định, hoặc là nếu mà nói rõ ra là sát na định. Còn trong những cái tâm thiện hợp trí mà gần với cận định, gần với đại nhập định đó, thì gọi là cận định. Còn những trong tâm thiền thì được gọi là nhập định. Thì đó là vấn đề chánh định và tà định, để cho chúng ta biết cách rõ ràng ha, hiểu cái nào là chánh định, cái nào là tà định. Phân biệt chúng ta thấy là chi pháp nó có một nhưng mà thành ra nó có hai. Đó là cái vấn đề như vậy. Rồi hôm nay chúng ta học 12 chi đạo là xong, dứt cái phần 12 chi đạo ha, và hoàn mãn cái phần 12 chi đạo. Và kỳ tới, tuần tới chúng ta sẽ đi vào 22 quyền, học tới 22 quyền. Rồi hôm nay mình tới đây là vừa phải lẽ ha. Do phú quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thái. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Thầy. Rồi xin mời MC. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Thầy. Chúng con thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài pháp ngày hôm nay. Dạ, con xin phép mời đạo tràng cùng con sám hối Phật pháp căn ạ. Un ta mang ge na wan de hung ba da bun the yu kali tu du su mun thu kamatu tang mang. Con xin hết lòng cúi đầu làm lễ với chân dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghe na wan de hung tham man cha du vi thăng quá rừng tham me yo ca li tu du su tham mu ca ma tu tăng mặc măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghe na wan de hung sang khan cha du vi thốn tu tu su sang khu kamatu tăng mặc măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài chí đức chúc phúc cho hàng phật tử chúng con được tròn đủ phước báo,